điều gì xảy ra khi vàng sẽ trở về mốc 70 triệu cho một lượng? Rất nhiều anh chị chúng ta từ lúc vàng đã lên 92 thì chúng ta chờ đợi kỳ vọng lên 100 triệu cho một lượng. Và trong đầu tư có một cái nhiều anh chị lúc đó là vàng khoảng tầm 85-90. Nhiều anh chị là nói bây giờ em có đầu tư vàng được không? Đình không thể trả lời được, bởi vì nếu Đình trả lời là đầu tư được, nhưng mà chúng ta không kết thúc cái trò chơi đấy ở cái mức độ là giải quyết lòng tham hoặc quy định là được bao nhiêu phần trăm của lợi nhuận thì chúng ta rút khỏi thị trường. Thì Đình trả lời là không biết, vì vấn đề là chúng ta không biết trò chơi đấy lúc nào là chúng ta kết thúc lòng tham. Thì bây giờ chuyện gì xảy ra khi vàng quay về 70 triệu một lượng? Đó là một trong những cái điều mà nhiều anh chị vẫn chưa nghĩ rằng nó không thể rơi như vậy. Và hiện nay sau một thời gian ngắn chỉ đấu đẩy khoảng 10 ngày đầu lại thì vàng đã rơi đến hơn 20%. Vậy nếu tài sản bất động sản mà nó rơi như vậy có phải là một sự hoảng loạn kinh khủng không ạ? Nhưng vàng là chúng ta vẫn âm thầm đau khổ bạn trong sự là thanh khoản được, nhưng bất động sản thì không thể thanh khoản được. Và thời gian vừa rồi nếu anh chị nào dùng đòn bẩy trong việc gầm cầm cổ tài sản của mình để mua vàng thì đó có lẽ là một nỗi đau lớn nhất, mà mất tiền lớn nhất. Bởi vì khi mình mua là mình mất hai đầu mất lại. Mình mua thì bị chênh lệch 3-4 triệu cho một lượng. Bây giờ mình bán, mình cũng bị chênh lệch 1-2 triệu cho một lượng. Tất cả những cái đó khi vàng càng tăng cao thì các nhà bạn, các nhà chủ đồ vàng họ lại càng nâng cao cái khoảng cách giữa chênh lệch mua bán. Và khi vàng càng thả thì người ta cũng có quyền định giá cái sự chênh lệch mua đấy. Chứ đừng nói vàng là thanh khoản tốt. Vậy Đình hỏi với anh chị một điều, có phải cái việc mua bán định giá vẫn tùy thuộc vào cái nhà cái không ạ? Bởi vì họ mua bao nhiêu mình đâu có quyết định được đâu. Như vậy mình vẫn là người bị động trong cái việc đó. Còn bất động sản mình có thể quyền không bán thì mình chờ giá, thì vàng cũng vậy thôi, mình có quyền không bán. Nhưng điều gì diễn ra khi vàng quay về 70 triệu cho một lượng? Khi về 70 triệu cho một lượng đồng nghĩa với việc mình đã mất đến hơn 20 triệu cho một lượng vàng. Và trong 20 triệu đó thì mình cần phải làm gì, có mua hay bán hay không? Cái thứ nhất, Đình sẽ chia sẻ ra ba cái tình huống này. Nếu thật sự anh chị đang vay ngân hàng để đầu cơ vàng thì điều đầu tiên Đình khuyên là bán đi. Bởi vì sớm hay muộn thì cái lãi suất ngân hàng nó cũng sẽ tăng. Và trong quá trình lãi suất ngân hàng tăng thì cái điều đầu tiên đó là mình bị mất hai đầu mất lãi. Mất thứ nhất là vàng để chờ cơ hội tăng lãi, nó phải phụ thuộc vào cái thị trường vàng của thế giới. Cái sự càng ở thế giới hiện nay, cái sự mà càng xích mích giữa chính trị với nhau, càng bất ổn bao nhiêu thì vàng càng tăng bấy nhiêu. Nhưng cái điều đó thì không ai đoán được. Cái thứ hai là hiện nay nếu như lãi suất ngân hàng càng tăng thì nếu chúng ta vay để chúng ta đang cầm vàng thì hiện nay nó sẽ đi theo hai đường. Một là vàng đang xuống tiếp, và hai đó là lãi suất ngân hàng tăng lên thì mình sẽ bị mất hai đồng mất lãi. Thay vì thế thì mình thanh khoản bán sớm, cắt nỗi đau sớm. Cái trường hợp thứ hai đấy là không vay. Không vay thì có nên bán vàng thời điểm này để chúng ta đầu tư sang cơ cấu tài sản khác hay không? Thì Đình chia sẻ cái thứ nhất, nếu thật sự chúng ta chưa có một cái bất động sản nào mà chúng ta đang ôm vàng thì Đình khuyên là thị trường bất động sản vẫn tốt hơn. Bởi vì hiện nay bất động sản đang luật được thay đổi, đang được áp dụng sắp tới từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, thì lúc đấy sẽ có nhiều biến động trong cái tình hình của cái việc là siết phân lô bán nền, trong cái việc là Việt kiều được sở hữu bất động sản, trong cái việc là luật đất đai được rõ ràng áp dụng, thì lúc đó sẽ có nhiều cơ hội trong việc là chúng ta tìm những bất động sản, không còn là những cái cơ hội trong việc là nhà đầu tư, mà lúc đấy cơ hội của những người nằm cầm nắm bất động sản. Vậy thì chúng ta cần cắt sớm, bán sớm để chuyển đổi cơ cấu. Và Đình biết hiện nay đang nhiều anh chấp nhận cắt bán vàng rẻ để chuyển sang bất động sản. Và điều đó là điều người ta biết được, nhìn được trước là tròn, không thể nào là tròn cả hai. Nếu những người giàu thì đương nhiên là người ta tròn cả vàng, tròn cả bất động sản. Nhưng mình nếu chưa thực sự sử dụng một cái tài sản về bất động sản thì nên sử dụng bất động sản trước. Bởi vì bất động sản dù sao vẫn là cái để cầm cố vay được ở tại ngân hàng, hoặc dùng đòn bẩy được khi mình cần. Thì đó là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng trong việc là chiến lược tăng tài sản hoặc cơ cấu
tài sản bất động sản. Cái thứ ba đó là tình huống thứ ba, đấy là có bất động sản rồi và đồng thời có thêm vàng, thì mình chia sẻ là nếu mình không tìm được ra những cái tài sản bất động sản tốt hoặc những cái kênh đầu tư tốt thì nên giữ vàng lại, bởi vì vàng nó cũng sẽ cân bằng lại với giá của thế giới, là nó sẽ dừng lại, nó sẽ không thể giảm hơn nữa, bởi vì hiện nay nó đã giảm là có lẽ là một cái cách cái giảm nhanh nhất là từ 92 mà về 74-75 thì về 70 là nó có lẽ đẩy là đẩy rồi. Như vậy mình cũng không cần thiết phải bán, nếu thật sự mà chúng ta đã có bất động sản mà chưa tìm được cái kênh khác đầu tư thì cứ để nguyên vậy, chứ cũng đừng có vội nóng ruột hay là vội là phải hoang mang, bởi vì nó lên thì sẽ có xuống, và nó xuống ở mức độ nào thì theo cá nhân của Đình là không thể dưới 70 được nữa, bởi vì hiện nay nó có xuống chỉ một vài giá này là nhiều anh chị bắt đầu đã mua vào, và đó là cái cơ hội mình phải mua lúc đáy và bán lúc đỉnh, nhưng không thể đu được bán được lúc đỉnh thì mình cũng phải cắn đỉnh để mình bán, đó mới gọi là đầu tư thật sự. Đầu tư là phải biết khi thị trường xuống là mình phải là người mua, giống như tài sản bất động sản bây giờ cũng vậy. Trước đây 2 năm trước Đình đã khuyên là bán đi, thì thời điểm cách đây gần 1 năm đổ lại để Đình chuyên nói về mua bất động sản. Vậy thì nhiều anh chị vẫn chưa tin điều đó và lúc nghĩ rằng là nó giống như một cái thị trường cà phê hay là vàng hay là nó nhảy lên một cái bảng điện tử. Nhưng cái đất thì nó phải có thời gian, cái đất thì nó phải có khu vực, nó có tính đặc trưng là khu vực, nó có tính vùng miền, nó có tính hạ tầng, nó có tính thay đổi theo chu kỳ. Như vậy để hiểu về cái bất động sản, để hiểu về đầu tư thì nó phải biết được cái tính của từng đặc trưng từng ngành nghề đầu tư. Như chứng khoán có thể chúng ta nhìn được trên cái bảng điện tử, vàng chúng ta cũng có thể nhìn đến thế giới bảng điện tử, nhưng để chúng ta cập nhật được, chúng ta thanh khoản được thì nhanh hơn. Nhưng hiện nay anh chị cứ để ý mà xem, nếu bất động sản mà cập nhật như vậy thì nó cũng nhảy rất là kinh khủng và làm cho chúng ta một cái trào lưu nóng ruột. Và chúng ta trong đầu tư cần phải có tầm nhìn, cần phải có kiến thức, cần phải có bồi việc là bồi kiến thức, cần phải có những cái mà mình hoạch định đến đó, trong thời gian nào thì chúng ta nên đầu tư thị trường gì, trong cách nào thì chúng ta cần phải cơ cấu tài sản nào để mình có cơ hội tăng trưởng tài sản tăng tốc, để mình thay đổi hoàn toàn về tài chính, chính là cái điều là mình lựa chọn của mình để thay đổi tất cả những dòng họ hoặc trong cái cách đầu tư để làm sao mình tăng tiền, nhân tiền và một cách khôn ngoan nhất. Cảm ơn tất cả các anh chị. Nếu anh chị chúng ta thấy hay trên những cái video này thì hãy đăng ký kênh bên phải hoặc bên trái của màn hình Trần Văn Đình Official hoặc các nền tảng khác. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta.